Hello các anh chị, em là Huệ Đăng đến từ Dallas, Texas. Thì khi em 16 tuổi đó, thì em bị viêm gan B nặng và em được chuyển vào một cái phòng bác sĩ thì có 5 bác sĩ chuyên môn về gan á. Thì họ nói với em là nếu mà may mắn lắm á, thì em sống được 20 năm thôi. Nhưng mà sau 2011 á, thì bác sĩ khám cho em thì em có 205 kiểu con vi khuẩn đó. Thì khi đó em mới em biết cơ hội New Skin thì em đã dùng những cái sản phẩm của công ty New Skin á. Thì dùng Lifepack Nano, Vitality, G3 và Resimac, T-Green. Thì sau khoảng 9 tháng đó, thì bác sĩ thử máu lại thì vi khuẩn, lượng vi khuẩn của em xuống rất là nhiều. Và tháng 11 vừa rồi đó, thì bác sĩ nói là trong lượng vi khuẩn máu của em bây giờ xuống dưới còn dưới 100 con nữa. Thì cũng nhờ cái cơ hội New Skin đó, thì cho em cái cuộc sống mới, một ước mơ mới. Thank you New Skin.